Hello cả nhà, xe đạp Nhật Bản xin chào. Trơ màn ảnh của chúng ta là một con Zan Escape R3. Đây là một con Zan đời cao ha anh em. Đây là một con Zan màu trắng, đồ 38. Size của nó là size M, phù hợp cho anh em có chiều cao tầm 1m65 trở lên ha. 65 cho tới 75 là đi là đẹp nhất. Đây là một con Zan 700C, Zan nhôm màu trắng nguyên zin ha anh em. Giờ chi tiết cho anh em xem. Đây là tem nội địa Nhật ha. Đó, nguyên zin nha, ai thích màu trắng thì chơi. Xe này thì về mình mới rửa cho nên là nó còn hơi dính nước một xíu nha. Đồ là đồ Shimano Antut, đồ 38, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đúng rồi, 38 nha anh em. Đồ 38, 24 tốc độ, size M, màu trắng ngọc trinh, nguyên zin, yên bọng đồ zin hết. Cặp về này là phụ kiện nha, ví dụ như xe nào mà chủ người ta gắn thì mình chừa lại cho anh em, còn xe nào mà chủ không có gắn là không có nha. Ví dụ như cái này là mình mua là mình may mắn mình có luôn nè. Đó. Đây, xe còn rất là đẹp, nước sơn zin hết nè, chỉ có trầy xước nhẹ thôi. Những con xe đời cao như thế này thì nói chung ra là ít lắm. Lâu lâu mấy con chiếc mình tiễn được một cặp ha. Thì mình có một con xe M và một con size XS. Size XS thì dành cho anh em chiều cao tầm khoảng 1m7 đổ xuống nữa nha. Con kia thì mình có chụp hình nhưng mà mình chưa có làm video. Nếu mà ai có cần xe nhỏ thì nó y chang. Cặp bánh là cặp bánh 700C ha. Những con Zan này đi rất là ngon nha anh em, ngon hơn là xe mình mua mới luôn. Tại vì hàng nội địa Nhật mà, cái tiêu chuẩn nó khác. Tuy là hai con xe nó giống đời với nhau, giống y chang với nhau, nhưng bán ở Nhật là giá khác ha, còn bán ở Việt Nam là giá khác. Rồi ok, một con Zan Escape R3 size M, xe nhôm nha, màu trắng, nước sơn zin. Dạ, anh em nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc. Và giá là 7,8 triệu cộng phí vận chuyển nha anh em. Ram rất là đẹp luôn. Rồi anh em nào chơi thì cứ alo trực tiếp cho Phúc. Xe đạp Nhật Bản xin chào, hẹn anh em một clip kế tiếp và những con xe kế tiếp.